cực khổ về vừa mới mốt xong cả nhà. Đây. Cà bánh trái bà cô bán rất là nhiều cả nhà. Chào đón toàn thể cả nhà, mình đang quay trở lại với ăn nhỏ của ẩm thực phố. Hôm nay thì ẩm thực phố này tiếp tục dắt quý vị đi quán ăn, đó là quán ăn chay ở tại thành phố Long Xuyên. Tại ẩm thực phố này đứng trên dọc đường đứng cái tổ nó dài, đứng sau của ẩm thực phố là bệnh viện Cao Thang kia. Mà không để quý vị chờ lâu nữa, phố sẽ dắt quý vị đi quán cơm chay tự chọn, cơm như ý tại thành phố Long Xuyên. Cơm này quán rất là đông đúc và giá cũng rất là rẻ nha quý vị, và chỉ có khoảng dao động từ 15 đến 17 ngàn một phần ăn cho một người. Và cùng theo chân ẩm thực phố để đi ăn quán cơm chay tự chọn bao bụng no và được coi như là thoải mái, mình dùng thôi. Rồi, chào cả nhà. Qua đây đã đến tại địa chỉ quán cơm Như Ý, quán cơm chay tự chọn rồi cả nhà. Đây. Khách hàng rất là đông rồi cả nhà, trong ngày không phải là ngày rằm ăn tư mà khách hàng lúc nào cũng phải đông đúc, không có chỗ đậu xe luôn cả nhà. Bán rất là đông do cái gọi là cái món ăn rất là đa dạng và phong phú, cho bà con mình dễ tiếp cận, dễ ăn hơn. Ở đây ẩm thực phố đang thấy bà cô bán khoai rất là ngon cả nhà. Mình cùng lại hỏi cô thử. Chào chị. Khoai này bán nhiêu một ký 30 khoai ký một giá. Một giá luôn hả chị? Khoai này là khoai gì chị? Thấy cái màu nó đẹp. Sáp Đà Lạt hả chị? Mình bán 3 năm nay bán lợi, một xấu đẹp gì cũng nói. Chị bán cho em nửa ký đi. Dạ, tới liền, tới liền. Dạ. Lần nào lựa đây? Dạ, chị lựa giùm em đi. Bộ mới dọn ra hả vậy chị? Không, mình 6 giờ sáng là mình có mặt rồi. Vậy hả? Quay chị luôn đi anh. Dạ. Quay cô. Dạ. Đậu đủ hả? Vừa bán này vừa ca cái lương luôn. Dạ, ca cái lương luôn hả chị? Ca cổ hay lắm. Dạ, dạ. Rồi, em nghe thử, thưởng thức dụng. Cái gì nè? 6 giờ mình đậu ở cầu bầu chẳng á, tới 8 giờ mới đi, 9 giờ rưỡi lại tới đây. Dạ. Biết hát cá lương luôn hả chị? Trời ơi, ông nói chơi đã chẳng. Nãy giờ bắt đầu tưởng nè, khán giả đang nghe nghe thử cái giọng á. Ông nói chơi á, nhiều khi ông mệt á cái. Dạ. Ví dụ ông mệt á, ông sẽ nói câu nè, yêu cầu có phương khách bạn ơi. Hỏi tôi hỏi làm gì, có bánh mẹ, có tô bánh lọt được không? Tô bánh lọt. Cũng như là ông nói chơi cho nó. Dạ, vui ha chị ha. Đấy, cho cho em gửi tiền luôn đi chị. Dạ. Wow. Còn chuối này là chuối chuối sáp. Chuối sáp. Ở đây mình có bán chuối sáp, chuối tấu quả, chuối chuối già. Dạ. Nhưng mà hai loại nó lâu lâu có một lần. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Chào chị. Dạ. Rồi mình cùng vô quán cơm để thưởng thức thôi cả nhà. Đây, mang một bịch phai cả nhà. Cá là đồng. Đồng đúc quá cả nhà. À, cô bán đủ thứ bánh cho cả nhà. Đây bà chủ đang gom tiền cả nhà. Đây. Nó ăn phần bánh chuối nữa. Đây, bánh bò hốt cốt. Bán giá cơm chay tự chọn cả nhà. Và chị đang bổ sung dưa muối thêm cả nhà. Ở đây là chị cái phần này là phần bắp chiên hả chị?
Còn còn bên đây là cái gì chị? Dạ. Dạ. Món ăn chay đa dạng và phong phú quá cả nhà. Đây là cà này cả nhà. Đây là tà hủ cả nhà. Khi hết là có nhân viên cũng như là chăm thêm đó cả nhà. Rồi phía sau là rau đậu xào cả nhà, quá sáng. Mình vô đây mình ăn thì cứ ăn bình thường thôi, chừng nào ra thì tính tiền. Và chị hồi nãy nói đi vô, chị chủ có ngồi trước cửa, còn không có tiền thì mình lại nói chị cho khuyến mãi luôn cả nhà. Qua wow, hôm nay có bổ sung thêm cái trái này. Trái này chứ gì thấy ngon ngon. Qua wow, những rau bằng cua quá xá cả nhà. Cải tươi luôn cả nhà. Ăn tự chọn nhưng mà đồ ăn rất là ngon cả nhà. Đây là canh chua luôn. Đây là điểm lấy cơm cả nhà. Quá xá nào canh chua cả nhà. Lẩu ghi này, bản giá thực đơn cả nhà. Ở đây là 18.000 một phần, cơm riêng, lẩu riêng, trẻ em có tính tiền. Đây là không gian bếp cả nhà. Wow. Tiền bánh trái mà cô bán rất là nhiều cả nhà. Đây là chuyến chào đầu tiên của ông thành phố. Hôm nay là ngày thứ hai ông thành phố ăn tương này. Thành phố ăn chay một tháng cả nhà. Có múc một miếng rau cần cua cả nhà, rau cần cua ngon quá. Cho anh thêm miếng rau cần cua nữa đi em. Cần cua nhiều đọt lan luộc cả nhà.
đúng rồi. Rồi ok, tại nói chung mình cũng thích ăn rau nhiều cả nhà. Miếng cải em. Cải này miếng này dính gì vậy? Sâu cái gì đó. Ừ, sâu sao bỏ rồi, bỏ ra chỗ khác. Sâu rồi sao? Cho anh thưởng thức anh miếng mì luôn đi. Có ít thôi. Này mì với hủ tiếu xào cả nhà. Hủ qua luôn đi em. Hủ qua này anh rất là thích ăn á. Hủ qua này mình rất là thích ăn cả nhà. Rồi, hủ qua non. Dưa leo em có múc gọt không? Miếng giá đi. Đây là tự chọn nên mình ăn nhiều thì mình múc nhiều cả nhà. Rồi miếng thôi, miếng thôi. Cho anh hai miếng bầu đó luôn đi. Bầu luộc đấy. Hai miếng dừa dừa thôi. Miếng khổ qua đúng rồi. Hỏi múc ra hai dĩa. À, cái rau này nè, cái rau này rau dịu hay gì đó. Và cái trái em bỏ thêm hai cái trái củ sắn rồi bỏ bên đây thôi nó rớt. À, kế tiếp là xin miếng cải luôn. Mình đang trải nghiệm đủ mà. Rồi, ít thôi. Cho anh đậu bắp cho anh 4 trái đi. Vừa vừa. Rồi, miếng đậu xào. Kế tiếp là hết rồi hả? Hết lấy cái dĩa. Rồi. Bổ sung thêm miếng cà nữa cả nhà. Còn này là đậu hũ ẩm thực phố ăn ngán này. Em múc cho anh miếng này nè. Để đây đi, để vô chén trao đi. Rồi, hai miếng nữa. Ok. Rồi, cho anh miếng dưa mắm luôn. Rồi, ok, để đây luôn đi. Rồi, ok. Dưa muối có chưa? Cho anh miếng dưa muối luôn nè. Ít ít thôi. Rồi, ok, dưa muối ít thôi, 3 miếng thôi. Rồi, ok. Rồi, được rồi. Còn mấy cái đồ tờ hủ với đồ ngoài thì cũng ít ăn cả nhà. Ngoài đây là dĩa cơm ẩm thực phố vừa mới múc xong cả nhà. Đây. Cà, bầu, cải, dưa muối. Qua đây nữa. Em vào đi làm bên đây.
tiện nha. Quá xá cả nhà. Đồ quán đồ quá xá. Hưởng lợi. Mua cho anh học mất luôn em. Mất 25.000 nè. Anh Linh này dễ thương. Đây là cô chiên sẵn sườn non luôn cả nhà. Wow. Wow. Quá xa bánh. Thiện nguyện nào đó đã làm trong chợ Mỹ Xuyên đó, và Ấp Phố sẽ quay địa chỉ rõ hơn trong video thứ hai cho cả nhà cùng xem và ủng hộ quán, cũng như là tạo một cái quỹ thiện nguyện cho quán cơ sở của quán nằm ở tại chợ Mỹ Xuyên đó cả nhà. Và hôm nay là video của Ấp Phố đến đây đã kết thúc cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Bye cả nhà.